Hôm nay sinh nhật nha em. Nó gọi hoài vậy mà. Làm gì mà cứ hỏi mò. Mò thì phụ đi trời. Từ từ. Đây. 3000 mấy cây đước, không phải là chỉ có nhiêu đây đâu nè. Nó nằm dài dưới đất đây nè, một hàng như vậy nè đó. Thưa quý vị, nó là như vậy. Em làm việc này là rất muốn mọi người ủng hộ. Không ủng hộ tịnh tài thì ủng hộ cái like hay là cái đăng ký kênh. Cái coi như là mình làm như vậy cho thằng Tý U nó có động lực sống với chứ. Nó có làm cái gì tư lợi cho bản thân nó đâu. Nó có nổi tiếng thì mọi người cũng nổi tiếng. Việt Nam nổi tiếng chứ đâu phải nó làm mấy trò khùng để lên mạng lấy tiền của người ta đâu. Đó.